Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do hội đồng giao về gia tăng trữ lượng, khai thác dầu khí, khoan khai thác, xây dựng sửa chữa công trình biển và các chỉ tiêu tài chính. Đặc biệt là hoạt động dịch vụ ra bên ngoài ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro đã đạt doanh thu từ sản phẩm dầu khí 9,38 tỷ đô la Mỹ, doanh thu từ dịch vụ ngoài và các hoạt động khác 1,17 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam 5,62 tỷ đô la Mỹ. Đảng bộ đã kết nạp 2.193 đảng viên mới ở nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro đặt nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và mở rộng vùng hoạt động, mở rộng hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ. Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, ứng dụng thành tựu mới của công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý, điều hành và các hoạt động phục vụ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.